Hi everybody, chào các bạn. Hôm nay cha con chúng tôi sẽ giới thiệu những đặc sản đồ sống của Hawaii. These are considered they are called poke in Hawaii, very popular. Cái này á thì gọi là giống như là con châm chép vậy đó. Thịt thịt nó giống như con chim chép, nó nấu chút xíu chín chín rồi á, rồi cái nó quậy lên, nó trộn lại làm theo kiểu Hàn Quốc á, bởi ăn nó cay cay, thấy có ớt không, ăn nó cay cay nó cũng ngon lắm. Còn cái này là cá sống, cá sống là cá cá mà cá kiếm á, cái loại mà cái đầu nó giống như có cái kiếm á, nó đi sống, nó trộn với hành hành trắng với lại hành hành xanh nữa, trộn lên vậy nè, với lại dầu ăn á, trộn bỏ miếng muối vô ăn rất là ngon. Đây là cá ngừ, cá ngừ nó trộn với hành hành xá hành hành trắng với lại hành xanh với lại rong biển nè, thấy rong biển không, chọn sống, còn sống nhân à, đỏ tươi. Này là con bạch tuộc, bạch tuộc á thì nó nấu sơ lại chút á, rồi xong nó cắt ra, nó trộn hành mè này kia kia nọ vô vậy ăn nó giòn giòn rất là ngon. Còn cái này là cua, mà là thịt cua giả đó, nó cũng là trộn giống trộn dưa leo hành này kia kia nọ. Bé cha nà thì nó thích ăn cái loại này, đồ ăn của nó nhìn nguyên cục vậy nè. Còn cái này á thì là con sò mà giống như là con sò đó, cái thịt cái sò bự không, sò biển á. Này cái mình nè, này thì giống như là cái lưỡi của nó làm sao á. Rồi đây là đồ ăn của ăn trưa của cha con chúng tôi, ăn với cơm trắng với lại nước nước chấm wasabi á, ăn á thì ăn chấm vô vậy, ăn với cơm trắng vậy rất là ngon. Poke is these are the different type of poke. We have mussel, shellfish, tuna, taco or octopus, crab-like poke, and surf clam. Very a whole lot of varieties. We're gonna just try it out, and we're gonna eat it with Wasabi wasabi sauce and steamed rice. Okay, let's try it out. Which one you want to try first, Jenna? Bé này nó ăn chỉ như đó thôi, ăn crab-like poke là cái loại này thịt cua cua giả. Không biết tại sao nó thích ăn cái này á. Ăn thử là sống nè. Cá sống nè, cá này là cá kiếm mà nó sống á. Ăn thông thường như ăn thì chấm vậy. Cơm. Nó làm nó trộn hành, nó trộn muối, rồi nó trộn tùm lum tùm la mè, bởi vậy với lại dầu á, ăn giờ nó không có tanh gì hết á, chỉ là ăn do đồ sống nó ngọt ngọt, có chất ngọt của con cá vậy thôi, với lại vị cay của cái wasabi nè, nước tương wasabi nè. Thịt con này thì nó dẻo dẻo, nó ngọt ngọt, ăn nó ngon lắm. The crab-like poke, it tastes fresh. It's just like an imitation of crab meat, but it's like more fresher and it has cucumber, so it has a little different taste to it. But with the wasabi, it's the same thing, but it just has that added.
over to it. Còn cá kiếm này thì là 10 đồng nửa ký. 10 đô nửa ký. Thử con cá ngừ này nha, cá ngừ sống nè, trộn với lại rong biển. Oh, that's slimy. Thịt con cá ngừ thì nó mềm, ăn vô nó mềm mềm, nó ngọt ngọt, nó có chút xíu cái mùi mùi cá. Với lại ba cái rong biển á, ăn vô nó giòn giòn, nó cũng ngon lắm. Ăn với cơm chấm wasabi là ngon. Thử em. I just tasted clam. Ngon không? Thịt 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 con tròn ngon không? Không. Không à? No. The tongue tastes terrible. Đây là con sò nè, mình của con sò đó. Còn sống. Mình á thì nó giòn giòn, nó ngọt ngọt, ở trong nó có cái chất ngọt ngọt trong này, là cái lưỡi nè. Nghĩ là cái lưỡi nó ăn ngon hơn cái mình á, cái lưỡi nó ăn nó giòn giòn á, rất là ngon, giòn giòn cắn vô có mùi vị ngọt ngọt á, ngon. Thử miếng nữa. Đây là con bạch tuộc, nó cắt mỏng 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 ra nè, với lại trộn với hành, mè, dầu này kia cái nọ. Ăn nó giòn, nó ngọt. Cái này là cái trong đám này là cái này là giòn nhất. Ngon, cái này ngon, nó giòn, ăn nó giòn, ăn với cơm, ăn với nhai, giòn 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 giòn, khập 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 khập, ngon. Con này ha, giống như y chang, cái thịt nó y chang như là cái con chim chép ở bên Việt Nam à.
này á, họ nấu xong rồi á, họ trộn trộn theo kiểu Hàn Quốc á, nó có ớt, mùi vị của Hàn Quốc, ăn hành này chứ còn nó ăn rất là ngon, nó cay cay. Cay nhưng mà không có cay lắm, cay vừa vừa. Bé, nếu con bé ăn được là không có cay lắm. Tell them about this. What does this taste like? I did earlier. Tastes like crab. An imitation of crab meat. Imitation of crab meat. Mm. Này á thì là 7 đồng nửa pound. Còn cái này á thì hình như là hồi nãy nói là 10 đồng, 10 đồng nửa pound. Còn cái này thì là 13 đồng nửa phao cá cá ngừ nè. Còn cái con bạch tuộc này là mắc nhất là 17 đồng nửa phao. Còn thịt cua giả này thì là có 6 đồng nửa phao. Còn cái con sò sò giống này thì là 10 đồng nửa phao. Đây là đặc sản của Hawaii. Ở bên đây họ thích ăn mấy cái này đó, ăn cá sống nè, cái gì họ cũng làm là theo sống 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 đó, ăn ngon lắm. Có nhiều người họ mua vậy nè, họ ăn giống như ăn ăn chơi đó, ăn vậy thôi, khỏi cần ăn cơm, khỏi cần ăn gì hết. Nhưng mà theo tôi thấy thì ăn với cơm nó ngon hơn, nó no hơn. Ăn nguyên bụng. Bỏ chấm với wasabi, nước tương wasabi á. Hai cái loại cá sống này á, con cá kiếm này, con cá kiếm sống này á, ăn nó không có tanh. Cái còn 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 cá ngừ á, thì ăn nó có cái mùi mùi cá xíu, bởi vì nó hơi hơi có mùi xíu. Nhưng mà cái này á, nó có bỏ theo rong biển á, bởi ăn nó giòn giòn, nó còn còn nhai nó cộm 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 cũng cũng ngon lắm. Trong cái đám này còn thích ăn cái nào nhất? Other than crab, like poke taco, and I think this is tuna. Selfish. Nó thích ăn cái này, hai cái là. Và cái này thích ăn nhất á là ăn thịt cua giả này. Còn kế tiếp thì nó thích ăn hai cái loại này, bạch tuộc với lại con cá kiếm này. Là tôi nghĩ là ăn ngon nhất là cái này, bởi vì nó mới mắc nhất. Còn sau này là cá thôi, cá sống rồi đó. These are specialty of Hawaii. You got mussel, marinate with Korean sauce, spicy Korean sauce, very good. Have
Shellfish poke, raw, very good, crunchy. I don't think that was crunchy. Tuna, you get a chewy taste. Tuna, marinated with seaweed, mixed with seaweed, onions, very good. We got a little bit of fishy taste to it. Taco or octopus. This is the best one right here out of all this because it's crunchy. When you eat, it's crunchy, sweet. It's what we prefer, and it's also the most expensive, $17 a pound. Crab like pokies, artificial crab. It's my daughter's favorite. I don't like it. That's why you don't see me trying it. Yeah. Surf clam poke, very good. Sweet, crunchy, but somehow she doesn't like it. I like it. Okay, all right guys, đây là đặc sản của Hawaii. Nếu mà có cơ hội á, ở bên Việt Nam không biết có không, nếu mà có cơ hội thì ăn thử nha. Rất là ngon. Đặc biệt mà, bởi vì nếu mà có cơ hội nhất định phải thử nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhiều nha. Bye bye. Bye. Thank you very much for watching guys. See you later.